được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Chuyện của Sao, một trong những chương trình giải trí và luôn luôn cập nhật những tin tức nóng hổi ở showbiz. Thì thôi bây giờ Ngọc Ánh sẽ đọc lại giờ chiếu của chương trình nhé. Chúng ta sẽ có hai băng tần phát sóng trên hai khung giờ 57.11 thứ năm vào lúc 3 giờ chiều và chủ nhật vào lúc 7 giờ tối. Băng tần thứ hai là 16.11 thứ tư vào lúc 1 giờ chiều và chủ nhật vào lúc 9 giờ tối. Nếu mà quý vị có bất kỳ những thắc mắc nào cũng có thể gửi qua email của chương trình Chuyện của Sao set@gmail.com. Thì thôi bây giờ sẽ không chần chờ gì nữa, Ngọc Ánh sẽ bắt đầu ngay vào những tin tức của ngày hôm nay nhé. Thì đúng là cái mùa bầu cử vừa qua nó đang gọi là gây xôn xao dư luận rất là nhiều. Chưa một cái cuộc bầu cử nào mà Ngọc Ánh để ý là có khá là nhiều nghệ sĩ cũng tham gia vào bình luận về vấn đề tranh cử. Thì mới đây nhất, một trong những cái tên mà gọi là hot trong tuần lễ vừa qua đó chính là nữ rapper Cardi B, khi mà cô gọi là lên tiếng ủng hộ Alexandria Ocasio-Cortez chuẩn bị gọi là tranh cử tổng thống khi mà cô vừa bước vào 35 tuổi. Thì cái vấn đề này là tại sao có bắt đầu có được cái tin tức này, là tại vì cụ thể trong một bài đăng trên Instagram của AOC, chúng ta sẽ gọi tắt cái tên của người đó, thì khi mà cô sử dụng lại ca khúc Bodark Yellow của Cardi B, một trong những ca khúc mà gọi là tạo nên tên tuổi rất là lớn của Cardi B. Và khi mà cô đăng lên thì cô cũng có nói lên là thay vì là cô đã thay đổi cái lời bài hát một chút xíu, chuyên để cho cái việc là về healthcare nhiều hơn, cô nói trong cái lyrics của bài này. Và cô nói là nếu như mà có liên quan vấn đề bầu cử hay là vị tổng thống mới thì họ nên chú trọng về những cái healthcare programs cho người dân nhiều hơn. Và sau đó thì cô cũng đăng tải luôn một cái câu nói là tôi có nên gọi là đi tranh cử hay không. Và sau đó thì khi mà cái story này của cô trên Instagram được chia sẻ rộng rãi lên tất cả các trang mạng xã hội, thì sau đó ngay cả Cardi B cũng vào và repost lại cái bài post này của cô ở trên Twitter. Và cô cũng nói là she better run for president when she turns 35. Tức nghĩa là ý cô ấy nói là AOC nên tốt nhất là nên tham gia tranh cử tổng thống khi mà cô 35 tuổi. Chưa dừng lại ở đó thì tại sao Cardi B lại trở thành một những cái tên hot nhất trong tuần lễ vừa qua? Đơn giản là tại vì cô rất nhiều lần công khai chống đối Tổng thống Donald Trump trên social media. Tuy nhiên thì vừa qua có một cái tai nạn nhỏ như thế này. Đó chính là sự việc khi mà cô đã cho biết là trong một cái tuần lễ vừa qua thì có một cái trên trang mạng xã hội có một cái video đăng tải lên rằng cái banner ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang bị làm xấu trong một cái bữa tiệc trên du thuyền. Và trên cái bữa tiệc này thì họ sử dụng cái ca khúc mới nhất của Cardi B, WAP, một trong những ca khúc mà vừa đạt 1 tỷ lượt nghe trên Billboard Hot 100. Và vì cái bài hát này và cũng giống như là vì cái cách ăn mừng như thế này mà cái banner của Tổng thống Donald Trump gọi là bị cho cư dân mạng mỉa mai là đang làm xấu hình ảnh của vị Tổng thống. Và chưa dừng lại đó thì thật ra mà nói thì ca khúc WAP, ca khúc mới của Cardi B cũng dùng những cái từ ngữ Ngọc Ánh phải gọi là khá là thô bạo và hay gọi là tục tiểu, cho nên là nếu như mà sử dụng cái ca khúc này trong cái hoàn cảnh mà treo cái banner của một vị tổng thống lên một cái du thuyền thì có thể người khác họ cũng sẽ nhìn nhận đây là một cái vấn đề gọi là mỉa mai hay là vấn đề làm xấu hình ảnh của nhau mà thôi. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là một cái tai nạn ngoài ý muốn của Cardi B, bởi vì cô hoàn toàn không biết về vấn đề này cả. Sau khi mà cô biết thì sự việc đã đi quá xa rồi, cho nên là nữ rapper đăng hẳn một bài viết trên Twitter cho rằng là ca khúc này không phải là dành để bêu xấu bất kỳ ai bên đảng Cộng Hòa cả. Và cô cũng không đồng ý cái cách hành xử của các bạn trẻ trong cái video trên. Tại vì đây là thời gian chúng ta nên quarantine, là thời gian cách ly. Vậy thì tại sao các bạn lại tụ tập như vậy? Tôi có nên gọi cho FBI để mà kiểm chứng hay không? Đấy, nhưng mà cái vấn đề ở đây là cô chỉ là đang không thích sử dụng ca khúc của mình để bôi xấu người khác mà thôi. Nhưng mà cái vấn đề về đối lập với ý kiến của Tổng thống Donald Trump thì cô vẫn luôn luôn như vậy. Tại vì gần đây nhất đó thì cô cũng khẳng định là cô muốn Tổng thống Donald Trump bước ra khỏi vị trí Tổng thống trong cuộc bầu cử. Cụ thể thì có một cái cuộc phỏng vấn cùng với ứng cử viên tại phía đảng Dân Chủ, Joe Biden, thì cô cũng nói như sau là tôi đã có đủ một cái list về những việc mà chúng tôi muốn vị tổng thống mới sẽ làm đối với người dân. Nhưng mà trước hết thì tôi muốn Tổng thống Donald Trump phải bước ra khỏi vị trí này trước cái đã. Đấy, thì cái vấn đề ở đây đó chính là trong năm nay đó quý vị, có quá là nhiều nghệ sĩ gọi là tranh cử và nói nhiều vấn rất là nhiều vấn đề tổng thống. Trước đó thì đã có một cái ứng cử viên, không biết là anh còn cái định đó hay không, đó chính là Kanye West. Sau đó thì ngay cả ca sĩ người
Canada, Justin Bieber cũng lên social media của mình rằng kêu gọi mọi người hãy bầu cử. Nhưng mà cái cách mà anh nói, mặc dù là anh không nói rõ ra là anh ở phe nào, nhưng mà anh cái gọi là cái vấn đề mà anh muốn đó, thì anh lại muốn là fan hâm mộ của anh sẽ đi về phía phe Dân Chủ. Đấy, thì không biết là cuộc bầu cử này từ đây cho đến tháng, chúng ta đã bước vào những thời tuần cuối của tháng 8 rồi, chuẩn bị sang tháng 9 thì chắc chắn là từ đây cho đến tháng 11 sẽ còn rất là những thông tin hấp dẫn nữa. Thì thôi bây giờ chúng ta sẽ tạm thời dẹp sang một bên cái vấn đề về vấn đề về bầu cử, tại vì tháng 11 sắp tới đây sẽ còn rất là nhiều chuyện hot nữa. Chúng ta sẽ tới một cái thông tin khá là bất ngờ, là tại vì đúng là ở nhà nhiều, quý vị, thì cái ở nhà nhiều ở trong mùa dịch đó, thì con số mà các cặp đôi chia tay tăng vọt lên thì nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Tại vì vừa qua, nam tài tử Gerard Butler vừa chia tay người bạn gái của mình, một trong những nhà kinh doanh bất động sản và thiết kế Morgan Brown, sau 6 năm rưỡi yêu nhau. Nam diễn viên Gerard Butler thì được biết qua rất là nhiều bộ phim nổi tiếng, như những bộ phim điện ảnh như là 300 hay là P.S. I Love You, hay là những bộ phim hành động khác của nam diễn viên, London Has Fallen hay là Olympus Has Fallen. Thì vào năm 2014 thì cặp đôi này đã bị khoảnh khắc là nhà báo chụp lại khoảnh khắc cả hai hôn nhau, và sau đó cặp đôi cũng xác nhận là đã hẹn hò với nhau. Thì khoảng cái thời gian Ngọc Anh nhớ là khoảng 2016-2017, có rất là nhiều nguồn tin cho rằng là cặp đôi này đã chia tay và cặp đôi này đã không còn hạnh phúc với nhau như ngày xưa nữa. Tuy nhiên thì phía nam diễn viên vẫn chưa một lần nào lên tiếng về tin đồn này. Nhưng mà mới đây nhất, khi mà cái vấn đề chia tay của anh được xác nhận, thì phía nam diễn viên cũng nói là thật ra mà nói thì anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống độc thân của mình hơn. Tại vì anh cho là cái vấn đề hẹn hò, đi hẹn hò với bạn gái là một cái vấn đề rất là khó khăn đối với anh, hoặc là thử thách luôn. Tại vì anh không có đủ thời gian cho cái việc đó, cho nên là anh sẽ muốn cảm giác một mình, cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên thì phía nam diễn viên cũng chia sẻ rằng là cả hai cũng đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ của mình để có thể quay trở lại làm bạn bè. Đấy, thì thôi bây giờ không thể nào mà yêu nhau được nữa thì cũng có thể quay trở lại làm bạn bè, đúng không quý vị? Thì thôi bây giờ chúng ta sẽ chào tạm biệt với Hollywood để quay trở lại với giới giải trí châu Á trong thời gian vừa qua. Thì tại vì châu Á trong thời gian vừa qua lại xuất hiện khá là nhiều cái thông tin khá là bất ngờ. Không biết là ở đây quý vị có nghĩ như thế nào vấn đề nữ quyền? Tất nhiên là ở Mỹ như chúng ta thì cái vấn đề nữ quyền nó không còn quá xa lạ nữa, rất là nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên thì ở phía Hàn Quốc đó thì đa số không có được gọi là coi trọng cho lắm, đặc biệt là ở phía canh đàn ông. Thì đây là một ví dụ điển hình như sau: một nhóm nhạc tên là Red Velvet đang hứng chịu gạch đá khi mà có một thành viên trong nhóm đó mặc một chiếc áo có slogan là ủng hộ nữ quyền. Thì đây là thành viên của nhóm nhạc Red Velvet tên là Joy. Cô mặc một chiếc áo có slogan như sau: We should all be feminists, tức nghĩa là chúng ta nên ủng hộ nữ quyền. Thì cái điều này khiến cho nhiều cư dân mạng, đặc biệt là phía fan nam, không có hài lòng. Tại vì ở Hàn Quốc, chế độ nữ quyền như anh đã nói không được đánh giá cao, và họ đa số là họ rất là cổ hủ. Chưa dừng lại ở đó thì họ còn gọi nhóm nhạc này là Femi Velvet, hay thay vì là Red Velvet như đúng cái tên của nó. Hiện tại thì có rất là nhiều ý kiến trái chiều. Đa số thì có một số người họ ủng hộ là như thế này: vì đa số người ủng hộ nữ quyền đều nghĩ mình học thức cao, có tri thức và đã được khai sáng, cho nên là ai phản đối thì luôn luôn bị cho là bảo thủ và ngu ngốc. Đấy, còn một số khác gọi là đứng ở chính giữa đó, thì họ cho là tại vì người đàn ông Hàn Quốc thật là xấu tính, dù sao thì cô này cũng chỉ là mặc một cái áo vì là của hãng Dior mà thôi. Và vấn đề nữa đây nữa là nếu như mà họ thật sự có chỉ trích thì họ cũng đang ganh tị với cô gái này, bởi vì cô có một ngoại hình rất là đẹp và một gương mặt rất là xinh. Đấy, thật ra mà nói thì ở Hàn Quốc á, nữ quyền cũng không được quá coi trọng rất là nhiều, đặc biệt là ở phe cánh đàn ông. Tại vì trước đó trong cái nhóm nhạc Red Velvet này luôn cũng có một thành viên đã từng bị chỉ trích, đó chính là nữ ca sĩ Irene, trưởng nhóm. Và tại sao cô bị chỉ trích như vậy cũng liên quan đến vấn đề ủng hộ nữ quyền. Đấy, thì thôi bây giờ nếu mà trước khi chuyển sang cái tin tức nóng hổi tiếp theo thì Ngọc Anh sẽ tạm thời cho phút thông tin thương mại nhé.
ơn quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng với chương trình Chuyện của Sao. Thì thôi, bây giờ tạm gác cái vấn đề nữ quyền sang một bên, tại vì hiện giờ thì cái sự việc này hầu như là chuẩn bị lắng xuống rồi. Đa số thì họ cho rằng là phe cánh đàn ông bên Hàn Quốc nên có thể là bớt khắt khe về những cái nhìn về vấn đề nữ quyền như thế này tại Hàn Quốc. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái thông tin tin tức tiếp theo, nó lại liên quan đến một trong những tình hình gọi là căng thẳng trong thời gian vừa qua, đó là về vấn đề Covid-19. Thì tại vì ở Hàn Quốc vừa qua đã sau hai đợt tái diễn lại Covid-19 thì hiện giờ Hàn Quốc đang gọi là tạm lắng xuống và tình hình dịch bệnh hình như là cũng tạm thời thuyên giảm rồi. Tuy nhiên thì vừa mới đây một nam diễn viên Ho Dong-won vừa mới xác nhận rằng anh đã dương tính với Covid-19. Và cũng kéo theo rất là nhiều hệ lụy, đó chính là bộ phim của anh cùng với một số diễn viên khác như là Lee Jae-wook hay là Go-ara phải tạm thời hoãn lại. Và điều này chứng tỏ là Hàn Quốc đang đối mặt với một tình trạng Covid-19 đang trở lại. Toàn bộ diễn viên trong đoàn làm phim hiện giờ cũng đang gọi là dừng lại tất cả mọi hoạt động cá nhân hay là hoạt động công việc ngay lập tức để mà có thể đi xét nghiệm. Đoàn làm phim của anh đang quay bộ phim Dodo Son Son La Son Son La Son thì bắt buộc phải tạm dừng để các diễn viên có thể đi xét nghiệm và cách ly tại nhà. Mà cái vấn đề ở đây người Hàn Quốc cũng đang lo lắng là tại vì lịch trình của diễn viên hoặc là ca sĩ thì khá là bận rộn, không biết là họ có thật sự cách ly 14 ngày hay không. Tại vì trước đó đã từng có 4 nam ca sĩ của 4 nhóm nhạc khác nhau đã từng đến một khu vực tại Seoul, đó chính là Itaewon, một trong những nơi được coi ở thời điểm đó là đang trung tâm của dịch bệnh. Mặc dù là khi mà trở về thì 4 nam ca sĩ này đều báo cáo là xét nghiệm âm tính và họ cũng cách ly tại nhà. Thì 4 người này sau khi mà dân mạng điều tra ban đầu là bên phía cánh nhà báo không công khai tên. Tuy nhiên thì sau đó khi mà dân mạng điều tra ra được thì trong đó có tên của Jungkook, một trong những nam ca sĩ của nhóm nhạc nổi tiếng BTS, Mingyu của Seventeen, Cha Eun-woo của Astro và Jaehyun của NCT. 4 nhóm nhạc này thì hiện giờ vẫn đang làm mưa làm gió tại Hàn Quốc và lịch trình cũng kèm theo đó rất là bận rộn, cho nên là có một số nam ca sĩ là mặc dù là cách ly, nói là cách ly ở nhà 14 ngày nhưng mà khi mà họ điều tra lịch trình của bọn họ đó thì có người thì lại đi concert vào trước, sau cách ly, chưa cách ly đủ 14 ngày, mới có 10 ngày thôi thì lại đi concert, có người thì mới có 5-6 ngày thôi lại phải đi họp báo. Cho nên điều này khiến cư dân mạng khá là phẫn nộ và đang lo lắng rằng không biết là họ có ở nhà hay không hay là họ còn đi đâu đó nữa cho cái công việc lịch trình của bọn họ. Đấy, thì thôi bây giờ đây là một trong những tin tức đáng lo ngại ở Hàn Quốc. Hy vọng rằng Hàn Quốc sẽ sớm kiểm soát dịch bệnh của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chào tạm biệt với giới giải trí Hàn Quốc. Chúng ta sẽ quay lại với showbiz Việt trong tuần lễ vừa qua. Thì trong tuần lễ vừa qua có một cái tên rất là hot. Chắc chắn là chị em khi mà biết về cái cô nữ ca sĩ này, đó là cô nữ ca sĩ người Việt nhưng mà gốc Hàn Quốc. Cô mang hai dòng máu Việt Hàn. Thì nói đến đây chắc chắn là một số quý vị khán giả sẽ nghĩ ngay đến nữ ca sĩ Hari Won, đúng không ạ? Chính xác thì vừa mới qua cô vừa tham gia một cái chương trình truyền hình gây sốt rất là nhiều. Trong đó có rất là nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng. Và tuần lễ vừa qua là tuần lễ gọi tên cô, bởi vì trong cái chương trình Chị Em Chúng Mình cô tham gia thì cô đã nhắc về người yêu cũ của mình khi mà chia sẻ quan điểm về người thứ ba. Cụ thể thì cô cũng khẳng định như sau: rất là nhiều người thắc mắc không biết là anh Trấn Thành có phải người thứ ba hay không. Thì em xin khẳng định ở đây, anh Trấn Thành không phải là người thứ ba. Em quen anh Trấn Thành sau 2 tháng chia tay. Cô còn nhấn mạnh thêm là thậm chí em đã từ chối lời gọi là cờ tỏ tình của anh tận 3 lần tại vì em sợ mọi người dòm ngó. Đấy, thì cái người mà người yêu cũ mà Hari Won nhắc tới đây không ai khác, đó chính là nam rapper Tiến Đạt. Cả hai đã từng có thời gian quen nhau trong vòng 9 năm. Nhưng mà hiện giờ thì anh cũng đã kết hôn và lui về hậu trường để mà có thể chăm sóc gia đình nhỏ của mình và làm việc kinh doanh tại nhà. Nhưng mà cái vấn đề sau đó khi mà Hari Won lên tiếng nói về người yêu cũ như vậy thì phía Tiến Đạt cũng đã gọi là rất là khó chịu và anh còn đăng hẳn một cái bài đoạn văn dài lên. Thì đây là anh mượn một cái lời dạy của người cha đối với con nhỏ, tại vì hiện giờ anh vừa sinh có một cái quý tử rất là dễ thương. Anh mượn cái lời quý tử nói là, nhưng mà ngụ ý nói chung trong cái bài viết này thì anh nói đơn giản thôi, đó chính là anh muốn có một cuộc sống bình yên, không phải bị đem ra soi mói đời tư của mình nữa. Đấy, sau đó thì không chỉ có anh mà vợ của nam rapper Tiến Đạt, đó chính là một trong những cô gái mà gọi là khiến cư dân mạng rất là xuýt xoa bởi vì nhan sắc của cô rất là xinh. Cô cũng đăng hẳn lên trang Facebook của mình. Và cái vấn đề đây cư dân mạng thích thú đó chính là cô mượn lời một cái ca khúc, chứ không phải là cô nói gọi là quá
chỉ trích hay là vấn đề gì cả. Cô chỉ nói là chuyện cũ mình bỏ qua, Tết này mình cười lên ha ha. Đây là một trong những ca khúc về xuân, nói về vấn đề mà những cái chuyện cũ thì nên dẹp qua hết một bên. Và sau đó thì cư dân mạng tỏ ra rất là thích thú bởi vì cách hành xử của cô vợ này khá là thông minh. Không có gọi là cọc cằn, không có giận dữ lên trang Facebook cá nhân, mà chỉ là lên trên mượn lời ca khúc để mà nói về một vấn đề. Cô muốn là tất cả mọi chuyện trong quá khứ thì nên để quá khứ ngủ yên, không nên đào bới lại làm gì. Thì tại vì có một số cư dân mạng họ cho rằng là tại sao hai vợ chồng này phản ứng một cách thái quá như vậy. Không phải như vậy đâu quý vị, tại vì vợ thì vừa lên tiếng nói về vấn đề người yêu cũ, thì Trấn Thành, chồng của Harry Won, lại vừa mới đây lên trên chương trình Rap Việt, một trong những chương trình mà gọi là drama cũng rất là nhiều liên quan đến Trấn Thành. Anh đã cụ thể thì anh đã nói như sau: trong một cái chương trình Rap Việt thì có một cái thí sinh trong tập đầu tiên tên thật là Tiến Thành. Thì vừa mới làm quen với lại thí sinh này thôi thì Trấn Thành đã nói luôn là em ghép tên Trấn Thành và Tiến Đạt lại với nhau à. Ở lúc đó thì trường quay gọi là vỡ òa, tại vì cái khả năng vô tư và cái khả năng cái việc mà quá khứ nó không còn quan trọng với Trấn Thành nữa, thì mọi người khá là bất ngờ và hứng khởi. Tuy nhiên thì cái việc này nếu mà lặp lại một hai lần thì khiến người khác không vui, là tại vì trong cái tập phát sóng gần đây nhất thì có một cái thí sinh khác có tên là Tiến Đạt, và khi mà MC Quốc Dân gọi là mở lời chào với thí sinh thì anh lại có một cái câu nói đùa rất là vô tư như thế này: chào Tiến Đạt, anh không hy vọng là em họ Đinh, mà họ Đinh đó chính là họ của người yêu cũ của vợ anh, Đinh Tiến Đạt. Và cái điều này khiến cho cư dân mạng một lần nữa phải dở khóc dở cười, tại vì không biết được là tại sao anh chàng này đùa quá lố như vậy, trong khi đây là một chương trình Rap Việt, nó không liên quan gì đến đời tư cá nhân của nam MC Trấn Thành cả. Và sau cái phát ngôn này của anh thì rất là nhiều người lên tiếng chỉ trích, cho là nam MC có những cái câu nói rất là vô duyên hay là những cái hành động thái quá nói về vấn đề gọi là mối quan hệ cũ của vợ mình. Thì sau đó mới đây thì gọi là một trong những người bạn thân trong nhóm bạn thân của Trấn Thành, đó chính là Hoa hậu doanh nhân Thu Hoài. Cô còn đăng tải cả một cái dòng trạng thái dài lên trên trang Facebook cá nhân của mình. Và cô cho rằng là một số người đã từng chịu ơn của Trấn Thành, nhưng mà bây giờ lại hả hê trước những cái lời gọi là búa rìu của dư luận đang chĩa mũi dùi vào anh. Và cô cũng nói thêm là Trấn Thành nên dành thời gian nhiều hơn để đọc status những người mà đã lên tiếng chỉ trích anh, để anh thấy là những người mà anh đã từng giúp đỡ hả hê với trước những trận mắng giết từ phía cộng đồng mạng như thế nào. Cô cũng nói thêm nữa, đó chính là Trấn Thành cũng nên dành thời gian để chăm sóc cho bản thân và bạn bè, cũng giống như là người yêu thương mình nhiều hơn. Thì đây, sau cái bài post này của Hoa hậu Thu Hoài thì sau đó người yêu cũ của Mai Hồ cũng lên tiếng ủng hộ Trấn Thành bằng cách cô để lại cái bình luận trong cái bài post đó. Cô cũng ghi là cho vô blacklist. Đây cũng là một trong những hành động cũng khẳng định mối quan hệ giữa anh và người yêu cũ Mai Hồ trước đó cũng vẫn còn khá là thân thiết, chứ cũng không có cái gì gọi là quá khiến cho người khác cảm thấy là quá gay gắt. Và sau đó vợ của anh Harry Won thì lại có một cái hành động sâu sắc hơn, đó chính là cô thác hẳn một cái ca khúc tên là Sáng Mắt Chưa của người em thân thiết trong nghề Trúc Nhân. Ngụ ý cô nói với chồng mình là anh đã nhìn thấu những gì xảy ra với mình hay chưa. Đấy, nhưng mà trong khi đó thì Trấn Thành lại rất là vô tư khi mà đăng tải hình ảnh cùng bạn bè thân thiết vẫn đi ăn, đi uống bình thường với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như là nam MC khá là bình thản trước những tin đồn như vậy. Đấy, thì thôi bây giờ hy vọng rằng anh và chương trình Rap Việt sẽ cùng tiến xa hơn nữa, và chúc anh lấy lại hình tượng trong thời gian sớm nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái tin tức gọi là tình yêu mới nhú của showbiz Việt, thì không biết có phải hay không. Thì tại vì vừa mới qua, cư dân mạng nghi ngờ rằng nữ ca sĩ Lệ Quyên có tình yêu mới khi mà đăng tải dòng trạng thái yêu đời cùng một bó hoa như sau: chào ngày mới với yêu thương đông đầy, đi làm đẹp được tặng hoa, được nâng niu. Và nếu cái chuyện này sẽ chẳng có gì nếu mà chỉ là một tấm ảnh và một cái câu status caption ở trên Facebook mà thôi. Nhưng mà vấn đề là vừa qua đó, nữ ca sĩ vừa bắt gặp đang hẹn hò với một người lạ, mà người này là nam, phái nam, và người này rất là trẻ. Cả hai bị cáp lại cái khoảnh khắc là cùng nhau đi mua sắm và cùng nhau gọi là xuất hiện, cùng nhau bị báo chí chụp lại. Tuy nhiên thì nữ ca sĩ không có lên tiếng về bất kỳ điều này trong cái vấn đề yêu đương của cô. Và sau đó thì họ cho rằng là cả hai có trên mức quan hệ, đồn đoán là trên mức quan hệ bạn bè bình thường, tại vì cả hai cùng nhau đi mua sắm rồi cùng nhau đi ra xe và có rất là nhiều cử chỉ thân mật.
Đấy, mặc dù là giữ im lặng nhưng mà người đàn ông này vẫn bị cư dân mạng tìm ra được. Đó chính là một trong những nam diễn viên trẻ tên là Lâm Bảo Châu. Anh xuất thân trước đó là một người mẫu. Và thông tin này tại vì mọi người chỉ nhìn một tấm hình nghiêng thôi cho nên cư dân mạng nghi ngờ. Và sau đó thì những đường nét này của cái người đàn ông lạ mặt xuất hiện cùng nữ ca sĩ Lệ Quyên khiến cho khán giả vẫn khẳng định rằng đây chính là nam diễn viên Lâm Bảo Châu. Anh hiện giờ đang lấn sân khá là nhiều về phía diễn xuất và cũng có được một số bộ phim web drama hay là những gọi là đóng cùng MV của một số ca sĩ nổi tiếng rồi. Đấy thì không biết là thực hư sẽ là như thế nào, tại vì nữ ca sĩ Lệ Quyên vẫn chưa chính thức lên tiếng. Nhưng mà nếu có thì cũng chúc mừng cô và hy vọng rằng có tình yêu mới thì cô sẽ có thêm nhiều bước tiến nữa trong sự nghiệp âm nhạc của mình nhé. Và đến đây thì chương trình Chuyện của Sao cũng xin phép được tạm dừng. Thì mọi chi tiết thắc mắc quý vị cũng có thể gửi qua email của chương trình chuyệncuasao.set@gmail.com. Chúng ta sẽ có hai băng tần phát sóng trên hai khung giờ, thứ Năm vào lúc 3 giờ chiều và Chủ nhật vào lúc 7 giờ tối trên băng tần 57.11. Băng tần thứ Hai là 16.11, thứ Tư vào lúc 1 giờ chiều và Chủ nhật vào lúc 9 giờ tối. Và nếu như mà quý vị không có xem được chương trình ở trên đài truyền hình, cũng có thể xem lại trên kênh YouTube của đài là Sài Gòn Entertainment Television vào lúc thứ Sáu hàng tuần, lúc 7 giờ tối. Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý vị khán giả, hy vọng rằng sẽ luôn được đồng hành với quý vị khán giả trong những chương trình kỳ tới.